Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy, con Taro sử dụng cầm tay nha các bạn, của hãng ARB. Với mẹ sản phẩm là T14 nha các bạn. Thì như các bạn đã thấy, đây là cái bộ phận hộp của con máy. Thì khá là chắc chắn và hộp thì được làm nhựa nha các bạn, để chúng ta khi vận chuyển hoặc là sử dụng rất là thuận tiện nha các bạn, khi có phần hộp. Và bây giờ mình sẽ không phí thời gian của bạn nữa, mình sẽ khui hộp từ bên trong. Đi kèm với máy thì có những gì nhé các bạn. Và con máy này có chất lượng ra sao? Thì như các bạn thấy, trong phần bộ phận, trong phần hộp thì khá là đẹp và có rất là nhiều phần hộp thì rất là chắc chắn nha các bạn. Đây. Bộ phận đầu tiên đi kèm với máy thì có bộ phận tay cầm nha các bạn. Như các bạn thấy thì đây, một kim nhôm rất là chắc chắn. Khi chúng ta sử dụng phong Taro hiệu quả là đi máy xuống để phong Taro nha các bạn, hiệu quả hơn. Đấy, đó là xịn. Tiếp theo nữa là một cái catalog và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của ARB. ARB là thương hiệu của Kawan nha các bạn. Đấy, nhưng mà máy rất là chất lượng và giá thành cũng khá rẻ nha các bạn, nhưng mà chất lượng, rất là chất lượng. Và tiếp theo là một cây thước đo để chúng ta khi phong Taro để gắn vào cái bộ phận tay cầm. Đây nha các bạn, để gắn vào đây. Thì đây nhân vật chính của chúng ta. Như các bạn thấy thì con máy cũng khá là nhỏ gọn và rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ phần hộp ra một bên để các bạn thấy rõ về con máy hơn. Đây. Thì như các bạn thấy con máy rất là nhỏ gọn và phần vỏ thì được thiết kế bằng chất liệu nhựa rất là cao cấp của hãng ARB, và bên cạnh đó là phần công tắc bóp nha các bạn. Con máy này thì nó không có tính năng là tăng cấp độ đâu nha các bạn. Đấy, không có tính năng tăng cấp độ và có bộ phận tem in thông số kỹ thuật ở phía trên và tem logo máy này nha các bạn. Đấy, tem cảnh báo màu vàng và cái phần đầu này thì được làm bằng hộp kim nhôm, nó giúp con máy của chúng ta hoạt động bền bỉ hơn và chắc chắn hơn nha các bạn. Bên cạnh đó thì đầu gắn mũi con Taro thì nó có thể gắn tối đa là mũi 14 nha các bạn, mũi 14 mm, và nó có thể cái chức năng của nó thì bây giờ mình sẽ nói về cái chức năng của con máy này. Thì nó sẽ con Taro cầm tay và thì tí nữa mình sẽ vận hành điện cho các bạn thấy. Thì nếu mà các bạn con đi máy xuống thì chúng ta khi con Taro thì chúng ta phải đi máy xuống mới con được nha các bạn, và con xuống và giữ nguyên công tắc. Nếu mà chúng ta muốn rút Taro rút ngược lên thì chúng ta vẫn giữ công tắc và dở máy lên thì cái bộ phận trục này sẽ thở ra và nó sẽ đảo chiều lại luôn nha các bạn, rất là hay, tính năng rất là chuyên con Taro luôn nha các bạn. Đây, nó sẽ đảo chiều lại và nó sẽ tự quay ra khi cái răng chúng ta nảy lên Taro được. Đây. Con máy khá là nhỏ gọn và nó sử dụng vòng tua của nó thì sử dụng vòng tua xuống, vòng tua mà đi máy xuống là không vào của nha các bạn, là nó chỉ là 280 phút trên vòng trên phút thôi nha các bạn. Còn khi chúng ta Taro lên thì nó có cái vòng tua của nó sẽ tăng lên 680 vòng trên phút, và nó có thể gắn mũi tối đa là 14, và nếu có cái đầu thay đầu chuyển thì nó có thể gắn được cái đầu 16 nữa các bạn. Và đây, và sử dụng dòng điện 220V với công suất đạt lên tới là 400. We're raising the fire.